Bên cạnh Trung đây chính là mẫu ketchup Bofa 55 CT được mọi người ví với một cái biệt danh, một cái tên vô cùng là hay, đó chính là chiếc ketchup toàn diện nhất thế giới. Thứ nhất đó là về độ thông minh, chiếc ketchup này có tích hợp lên tới tận là 5 tính năng: mở khóa vân tay, mở khóa mã số điện tử, mở khóa kép, mở khóa ra bằng chìa khóa cơ và cuối cùng là mở khóa qua app kết nối qua wifi, có thể để ở mọi không gian nội thất mà mọi người đang có. Mọi người có thể để ở phía dưới gầm bàn làm việc hoặc là đều có thể để ở bên trong phòng ngủ, vô cùng là hợp lý bởi vì nó đều có thể là để ở phần táp đầu giường. Và tại sao nó lại để phù hợp nhất là ở phần táp đầu giường? Mẫu ketchup này nó có thêm một cái tính năng tích hợp ở đây vô cùng thông minh và tuyệt vời mà những chiếc ketchup hiện tại trên thị trường không có. Đó chính là có thể sạc điện thoại không dây. Sau khi một ngày dài mình sử dụng cái chiếc điện thoại của mình mà nó hết pin thì ngay bây giờ chúng ta không cần phải dùng những cái dây, những cái giắc cắm để mọi người cắm vào nữa, mà đơn giản mọi người chỉ cần cầm điện thoại của mình trên tay và đặt nó lên trên phần bề mặt của chiếc ketchup và ngay lập tức thì cái chiếc ketchup của mọi người sẽ có điện và nó sẽ sạc pin cho tất cả mọi người, vô cùng tiện lợi mà không dây, vô cùng là an toàn. Về cái mẫu ketchup này, nếu như mà mọi người nhập sai mã số khoảng 3 lần hoặc là nhập sai vân tay khoảng 3 lần thôi là ngay lập tức nó sẽ có âm thanh thông báo, nó phát lên để cảnh báo và nó sẽ báo đến cho tất cả mọi người để mọi người biết, mọi người báo cho cơ quan an ninh để họ đến họ xử lý kịp thời cho tất cả mọi người nhé. Ở phía phần đằng sau của mẫu ketchup này sẽ khoan hai cái lỗ để mọi người có thể bắt vít và cố định cái chiếc ketchup này vào bên trong tường của nhà mình, thì trong cái trường hợp này không có cách nào mà những tên trộm và kẻ cướp có thể là khiêng được cái chiếc ketchup của nhà mình đi. Mẫu ketchup này thì được cấp điện bằng hai nguồn điện chính. Thứ nhất là mọi người có thể lắp 4 viên pin 2A ở phần bên trong của chiếc ketchup này, nó sẽ có một cái phần để mọi người lắp 4 viên pin 2A vào nhé, để có thể cấp điện đến với toàn bộ cấu tạo của chiếc ketchup để mọi người có thể là sử dụng những cái tính năng như là mở khóa vân tay này, mã số điện tử. Ngoài ra thì nó còn có thêm một cái nguồn điện cấp chính nữa mà để giúp mọi người có thể là sạc được pin điện thoại, đó chính là mọi người sẽ cần phải cắm điện từ cái phần ổ điện của nhà mình, sau đó sẽ có cái phần giắc cắm và cắm vào cái phần thân của chiếc ketchup của nhà mình để có thể là cung cấp điện đến toàn bộ cấu tạo của chiếc ketchup và để cho nó hoạt động một cách bình thường và ổn định. Phần cánh cửa này được làm từ một miếng thép tấm vô cùng là dày và chắc chắn như này, đi kèm theo đó là lại còn có thêm cả 3 thanh phi chốt bằng thép đúc đặc 100% ở đây nữa. Khi mà nó đã đóng vào chốt khóa vào bên trong lòng của chiếc ketchup này thì sẽ giúp mọi người có thể là an toàn, bảo mật cao. Nội thất tổng thể sẽ chia ra làm 3 ngăn. Hai ngăn chính sẽ để cho tất cả mọi người có thể để những cái giấy tờ liên quan đến giấy tờ hồ sơ cỡ A4 và thậm chí là để cả laptop vào bên trong này cũng vẫn thoải mái nhé, để mọi người có thể ngăn chia thông minh, gọn gàng, ngăn lắp. Và còn thêm cái ngăn thứ ba đó chính là cái ngăn hầm bí mật ở phía dưới đáy chiếc ketchup để tăng cường độ bảo mật cho tất cả mọi người. Và bây giờ để mà bảo vệ tài sản của mình thì chỉ đơn giản là đóng cái cánh cửa này vào và giữ trong khoảng 2 giây là ngay lập tức cái chốt khóa nó tự động nó chốt lại và sẽ giúp mọi người có thể bảo vệ tài sản của mình một cách an toàn nhất. Bây giờ không có cách nào để mở chiếc ketchup này ra. Trong những cái trường hợp mà mọi người dùng một khoảng thời gian dài mà sản phẩm của chúng ta nó hết pin ấy, lúc đấy trong nhà đúng lúc lại còn mất điện nữa, thì chúng ta lúc này phải mở cái chiếc ketchup này ra như nào đây? Đơn giản thôi mọi người ạ. Khi mà mọi người mua sản phẩm, chúng tôi sẽ kèm theo cho mọi người đó chính là một cái chùm chìa khóa, sẽ có hai cái chiếc chìa khóa như này, đây chính là chùm chìa khóa dự phòng. Và sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái chìa khóa giải cứu này cắm vào phần ổ khóa ở phía dưới của chiếc ketchup này, xoay sang bên phải mạnh một cái thì ngay lập tức lúc này là mọi người có thể là mở được cái chiếc ketchup này ra mà không cần dùng pin hay là điện gì hết mọi người nhá. Mẫu ketchup này có thể lưu tới là hơn 100 vân tay khác nhau để tất cả mọi người có thể là cho những người trong gia đình nhà mình cùng sử dụng nữa, vô cùng là tiện lợi, thông minh đúng không nào mọi người. Và đó chính là lý do tại sao mà mẫu ketchup này được đánh giá là một trong những cái chiếc ketchup toàn diện nhất thế giới. Và để mọi người có thể sở hữu được mẫu ketchup này của nhà Việt Tiệp chúng tôi, mọi người đều có thể gọi điện đến với số tổng đài của nhà Việt Tiệp chúng tôi, đó chính là 1900 989 932 để có thể được tư vấn và chăm sóc một cách tận tình và chu đáo nhất. Và mẫu ketchup này hiện tại đang được bảo hành lên tới tận là 2 năm tại nhà và được miễn phí vận chuyển toàn quốc mọi người nhé. Tất cả mọi thông tin chi tiết cũng như là về phần thông số, kích thước và trọng lượng mọi người đều có thể tìm thấy ở phía dưới phần comment của video này, hoặc là ấn vào phần hiển thị thêm ở dưới video này để có thể là ấn để dẫn sang website để được xem chi tiết hơn nhé. Hoặc đơn giản là chỉ gọi điện với số tổng đài của chúng tôi thôi để chúng tôi có thể là tư vấn và chăm sóc mọi người một cách tận tình và chu đáo nhất và đưa ra cho mọi người một cái mức giá nó hợp lý nhất trong tùy từng thời điểm ưu đãi của nhà Việt Tiệp chúng tôi. Và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video lần tới trên channel.